Xin chào tất cả mọi người, hôm nay để sơ lộ sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn pha những ly cà phê thơm ngon để mình có thể tự thưởng thức nhé, cũng như anh em bạn bè đến nhà để sơ lộ thì để sơ lộ vẫn pha cho mọi người uống. Thì trước hết là chúng ta sẽ chuẩn bị một chai nước cốt cà phê như này, nước cốt pha phin ở quán cà phê họ vẫn pha ra và để trong ngăn đá tủ lạnh tầm khoảng một tuần chục ngày. Uống một chai này có thể pha, nếu mà pha ít thì có thể từ 12 đến 14 ly cả nhà nhé, 12 đến 14 ly. Và tiếp theo đó là một hộp sữa ông thọ như này đó. Và đơn giản của chúng ta chỉ là một những cốc đá như đơn giản như này thôi. Bước tiếp theo thì bắt đầu pha nhé. Đầu tiên là một cái cốc không, sau đó sẽ cho sữa vào và tùy từng quý khách mà uống nhiều hay uống ít nhé. Nhưng ví dụ như thích là nhiều sữa thì sẽ pha nhiều sữa và ai thích ít sữa thì sẽ pha ít sữa. Để sơ lộ thì uống sữa là vừa phải, không uống nhiều và uống ít, vừa phải ở nhà nhé. Tiếp theo thì sơ lộ sẽ cho cà phê vào. Đấy, một ít cà phê đây nhá, bởi vì bây giờ cũng là giờ chiều rồi. Đấy, cho một ít cà phê. Đây sẽ quấy đều lên. Quấy cho nó tan hết sữa rồi còn tốt. Quấy nhanh nhé, quấy đều. Sau đó chúng ta sẽ cho đá vào. Đá của nhà Điệp Sa Lộ cũng tròn vo như viên bi như này nhé cả nhà nhé. Sẽ cho đá vào. Ví dụ như ai uống nhiều đá thì chúng ta sẽ cho nhiều đá và tiếp tục quấy lên. Cho đá vào thì quấy thì nó sẽ khó tan sữa, nhưng mà được cái là đá nó sẽ là những cái phần mà nó đẩy vào nhau, quyện vào nhau thì sẽ giúp cho ly cà phê nó sẽ sánh hơn. Đó. Hiện tại thì Điệp Sa Lộ đã được một ly cà phê rồi nhé. Thế nào? Rất là thơm cả nhà. Ngon, sánh mịn. Mời tất cả mọi người nhá. Mời cả nhà mình nhá. Rất là ngon. Ở nhà không được uống cà phê, rất là thèm. Thế mà không được ra quán thì chúng ta có thể uống cà phê ở nhà. Hãy làm như Điệp Sa Lộ nhé. Xin chúc quý vị và các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân. Chúc cho những ai mà chưa mắc Covid sẽ không bị mắc Covid, hoặc là những ai không may mắn đã mắc Covid thì nhanh chóng khỏi bệnh nhé. Chào và hẹn gặp lại.